Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Tin tức 24 giờ TV và hãy cùng với chúng tôi cập nhật thông tin mới nhất có trong ngày hôm nay. Sau hơn 20 năm nổi tiếng với vai cậu bé An trong đất phương Nam, Hùng Thuận ở thời điểm hiện tại đã có rất nhiều những thay đổi. Mới đây nhất, nam diễn viên đã có những trải lòng về cuộc sống hiện tại. Anh thẳng thắn thừa nhận bản thân là người thất bại trong cả sự nghiệp lẫn tình cảm. Mới đây, Hùng Thuận tạo được nhiều sự chú ý với khán giả khi xuất hiện trong một chương trình truyền hình. Qua cuộc trò chuyện lần này, nam diễn viên 37 tuổi có chia sẻ về những biến cố bản thân anh trải qua trong suốt 20 năm nổi tiếng với vai an trong đất phương Nam. Nam diễn viên cho biết bản thân trải qua cuộc thua lỗ khi lấn sân vào kinh doanh. Cụ thể Hùng Thuận tâm sự, anh từng có quyết định liều lĩnh khi cầm hết số tiền dành dụng được để mở nhà hàng, nhưng vì kinh nghiệm kinh doanh lần đầu non nớt khiến anh bị thua lỗ nặng. Không nản chí Hùng Thuận sau đó quyết định tiếp tục mở nhà hàng. Lần anh góp vốn cùng với một vài người bạn, tuy nhiên vì bất đồng quan điểm giữa cả hai, nhà hàng tiếp tục đóng cửa. Chia sẻ về lần thua lỗ thứ hai, Hùng Thuận cho biết bản thân anh không hề cảm thấy tiếc nuối về tài sản mà chỉ cảm thấy tiếc nuối khi đánh mất một người bạn của mình. Nam diễn viên tâm sự, Thuận cảm thấy có chút tiếc nuối khi nói ra những lời cay đắng với người bạn cũ của mình, mặc dù là mình đúng nhưng phải chi mình tiết chế lại là tránh được tổn thương cho nhau. Được biết đến ngay từ những ngày còn bé với vai Diện An trong đất phương Nam, với gương mặt điển trai cùng diễn xuất ấn tượng, Hùng Thuận nhanh chóng được kỳ vọng trở thành tên tuổi lớn trong làng phim điện ảnh Việt thời điểm đó. Thế nhưng sau bộ phim, cái tên Hùng Thuận trở nên vô cùng nhạt nhòa với khán giả theo thời gian không thể phủ nhận vai diễn giúp Hùng Thuận có bước đệm vô cùng vững chắc trong nghề, thế nhưng chính vai diễn trở thành cái bóng quá lớn khiến Hùng Thuận không vượt qua được những năm tháng đi đóng phim, dù tham gia rất nhiều những dự án tên tuổi, Cổng Mặt Trời, Dòng Đời. Hùng Thuận sau 20 năm vẫn vô cùng chật vật trên con đường diễn xuất, thậm chí còn bán hàng online để kiếm sống. Không những sự nghiệp mà con đường tình duyên của Hùng Thuận cũng không mấy xuân sẻ. Anh bộc bạch rằng, trong hôn nhân tôi là người ích kỷ, lúc đó tôi không biết phải yêu thương vợ mình thế nào. Để khi con trai ra đời, tôi mới yêu vợ thực sự. Ngay lúc tình cảm dành cho vợ nhiều thì công việc của tôi không có. Tôi trở nên tự ti, ích kỷ, cáu gắt với vợ. Tôi đã làm vụt mất tình yêu, sụp đổ mái nhà của mình. Kết hôn với Thanh Vân năm 2008 có với nhau một người con trai, vì vậy sau 6 năm chung sống, cả hai quyết định đường ai nấy đi, trở thành bố đơn thân của showbiz Việt. Dẫu vậy, cả hai nhiều lần tái hợp lại chia tay trong 2 năm đầu ly hôn. Đến năm 2017, Hùng Thuận bắt đầu mối quan hệ mới với bạn gái DJ xinh đẹp. Trên trang cá nhân, cặp đôi thường xuyên chia sẻ hình ảnh hạnh phúc bên nhau. Nam diễn viên câu khai gọi bạn gái là bạn xã trên trang cá nhân của mình. Từ khi quen biết, Hùng Thuận và bạn gái dành cho nhau rất nhiều thời gian để cùng đi du lịch, gặp gỡ bạn bè. Ở thời điểm này, dù thừa nhận bản thân gặp thất bại trong công việc lẫn tình cảm kể từ sau khi kết thúc vài diện an trong đất phương Nam. Thế nhưng, Hùng Thuận cho biết bản thân anh không vì điều đó mà nản trí. Anh cho rằng đó là trải nghiệm anh may mắn được trải qua trước tuổi 30. Hiện tại, Hùng Thuận đang tiếp tục trong con đường diễn xuất và đang có chuyện tình đẹp bên bạn gái DJ. Chúng mình là tin tức 24 giờ TV. Các bạn đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh để cập nhật những thông tin mới nhất có trong ngày đến từ chúng mình nhé.